sơ. Cụm danh từ của Holoquin đưa ra sẽ là bông hoa hồng 321. Kể tên nghệ sĩ Việt Nam có 3 chữ, mỗi người phải đưa ra được 2 đáp án. Đừng đưa ra. Ủa, 321 nữa. Chấp nhận. Lâm Vĩnh Dạ. Chấp nhận. Thôi gì vậy? Chấp nhận. Giang Mai Hương. Chấp nhận. Chị Mỹ Tâm. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Khoan, chấp nhận. Khoan đi, chị Mỹ Tâm là sao? Chị Mỹ Tâm hả? Có hiểu cái tên là cái gì không? Cái đó là xưng hô. Chị Mỹ Tâm. Cho mắt em là chỉ có chị Mỹ Tâm thôi. Rồi, lại nha. 3, 2, 1. Tôi Kiên Huy. Không, Lộc Hà. Cái thứ hai. Đô Phước Thịnh. Hồ Quỳnh Hương. Chấp nhận. Ngô Thanh Vân. Chấp nhận. Lưu Bích Hữu. Chấp nhận. Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà muộn rồi. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm.